Đây là chiếc Mitsubishi Atragate bản 2024, nhưng mà bản này vẫn là bản thiếu anh em nhé. Thì bên trên là bóng đèn halogen và bên dưới cái đèn gầm của nó chỉ có một cái miếng nhựa không này thôi anh em này. Đấy, thì đây bên em đã lắp cái bộ bi gầm ở vị trí đúng zin đấy, sinh ra để dành cho nhau anh em nhé. Đấy, bi 3.0 vừa đúng vào vị trí zin của chiếc xe này anh em mà thấy đấy, lắp đặt như zin nhá, chân bắt như zin nhá. Đấy, dòng Atra này nó sẽ có dòng chân bắt như này và sản xuất dành riêng cho bi gầm cho nó. Và anh em chỉ cần mở ra, cắt bỏ cái nhựa đen này đi. Đấy, anh em bỏ nhựa đen này đi, sau đó lắp cái bi gầm vào vị trí này thôi. Con này sẽ là cái mã em đang lắp cho anh chủ xe, đây là mã F10 Turbo nha anh em nhá. Bản mới nhất, bản 2024 với trợ pha lây, trợ pha là pha. Đấy, chip led 6.1.1 và chip led của RAM. Đấy, thì em đã chọn cho anh ấy ra nhật màu 5500 và anh hay đi phố. Và thời gian bảo hành của bộ bi này sẽ là đến 2 năm với công suất là bộ cốt là 40W và pha là 65W, công suất rất là cao, đảm bảo đi những cái cung đường dài và nó vẫn đảm bảo công suất cho anh em. Và một cái điều nữa rất là hay đó là lắp zin cho những dòng xe Toyota, Honda, Mitsubishi đấy. Anh em chờ đón cái thành quả sau khi đã nâng cấp sửa ánh sáng. Sau khi nâng cấp xong thì liệu cái đèn gầm này có đủ sáng cho so với cái đèn trên hay không, và có đủ nhu cầu khi mà đi chiếu sáng cho anh em hay không nha anh em nha.